Nhắc tới những triều đại Trung Hoa, ít nhiều người ta hay nhắc đến những mỹ nhân. Tuy nhiên trong số đó có nhiều người lại nổi tiếng với tình sử dâm loạn không mấy làm anh liệt của mình. Không ít những cái tên nổi tiếng như Võ Tắc Thiên, Hà Tịnh Anh được nhắc tới trong bản Phong Thần Truy Lạc. Tuy nhiên hai nhân vật được người ta nhắc tới nhiều nhất với bản tính đa dâm và lối sống thoáng đến không ngờ lại chính là Phan Kim Liên và Hoàng hậu Nam Tử. Nhắc tới cái hư trong lịch sử Trung Quốc, người ta không thể bỏ qua Phan Kim Liên, một người đàn bà cuồng dâm ở cuối thời nhà Nguyên, tiền nhà Minh. Nhiều người cho rằng Phan Kim Liên chỉ là nhân vật hư cấu trong lịch sử và chỉ xuất hiện trong các tác phẩm văn học, truyện như Thủy Hử hay Kim Bình Mai. Tuy nhiên đây lại là một nhân vật có thật trong lịch sử, sở hữu nhan sắc, thân hình nóng bỏng và vô cùng dâm loạn. Được biết Phan Kim Liên vốn là hầu gái của một gia đình huyện lệnh, sau đó cô được gả cho Võ Đại, một người chuyên bán bánh bao. Tuy nhiên gã bán bánh bao Võ Đại lại sở hữu ngoại hình xấu xí cùng khả năng tình dục khiêm tốn, không thể nào đáp ứng được nhu cầu về dục vọng của Phan Kim Liên. Vì thế mặc dù lấy chồng nhưng ả dâm phụ này vẫn qua lại với huyện lệnh và rất nhiều đàn ông khác. Theo nhiều tài liệu ghi lại thì hầu hết đàn ông khó qua được cửa ải Phan Kim Liên. Với ánh mắt sắc sảo, nhan sắc trời phú và sự dâm loạn của mình, Phan Kim Liên nổi tiếng trong việc quyến rũ bất cứ người đàn ông nào mà ả ưa thích. Duy chỉ có Võ Tông, người em trai của Võ Đại, là thoát khỏi sự dâm đảng của người đàn bà này. Mối tình nổi tiếng của Phan Kim Liên phải nhắc tới chuyện tình với Tây Phong Lưu nổi tiếng Tây Môn Khánh. Với bản tính đa dâm, Phan Kim Liên sẵn sàng ngã vào vòng tay Tây Môn Khánh, mặc cho việc danh sách nhân tình của ả xếp thành hàng dài. Mặc dù biết vợ mình lang chạ với rất nhiều người, nhưng Võ Đại vì sức yếu lại hiền lành nên không dám ngăn cản vợ. Sau đó Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên hợp sức hạ độc Võ Đại để có thể danh chính môn thuận về ở với nhau. Được biết sau này Võ Tòng trở về phát hiện cái chết của anh mình, liền giết chết Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh để trả thù. Nam Tử, dâm phụ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc vốn là hoàng hậu nước Vệ, vợ của vua Linh Công. Được biết Nam Tử nổi tiếng về sở hữu sắc đẹp hơn người, sắc sảo và khả năng quyến rũ đàn ông của mình. Trước khi trở thành hoàng hậu của nước Vệ, Nam Tử đã có một danh sách các mối tình và nổi bật trong số đó là mối tình với một công tử tên là Triều. Bất chấp sự hà khắc của thời đại phong kiến, Nam Tử đã hình thành lối sống rất phóng khoáng khi ăn ở như vợ chồng với nhiều người đàn ông khác nhau. Người gắn bó với Nam Tử lâu nhất cũng chính là công tử Triệu. Sau khi trở thành hoàng hậu, Nam Tử vẫn không kết thúc mối tình vụn trộm mà mặc sức tung hoành vì vua nhu nhược và không tha thiết gì phụ nữ. Nhiều tin đồn cho rằng vua Linh Công vốn thích đàn ông. Linh Công cũng có lẽ là ông vua độc nhất vô nhị trong lịch sử Trung Hoa khi còn thay mặt vợ cho Triệu công tử Triều vào cùng cho vợ tiện đường qua lại. Không những thế, khi con trai của Nam Tử là Khoái Quý thấy xấu hổ vì hành động của mẹ, đã tìm cách ám sát mẹ, thì Linh Công đã đuổi luôn hoàng tử này ra khỏi cung. Lối sống phóng túng của Nam Tử còn liên quan tới một trong những nhân vật đình đám thời bấy giờ là Khổng Tử. Được biết trong thời gian Khổng Tử ở nước Vệ, vì đam mê tài trí của thánh nhân này nên Nam Tử tìm mọi cách để mê hoặc và quyến rũ. Lợi dụng việc mình là hoàng hậu nên Nam Tử suốt ngày triệu Khổng Tử vào cung lại hay gửi tặng quà. Tuy nhiên với lập trường cứng rắn, Nam Tử không thể nào làm suy chuyển được Khổng Tử. Quả thật không thể so sánh sự hoang dâm vô độ của Nam Tử hay Phan Kim Liên ai hơn ai, bởi một người là nữ tử bình thường, còn một người lại là quốc mẫu thiên hạ. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, lịch sử cũng ghi nhận tên tuổi của hai dâm phụ này trong bản Phong Thần Truy Lạc của thời kỳ phong kiến Trung Hoa.